Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Trận chung kết LPL mùa hè có thể nói là một bữa tiệc hoành tráng với những pha thi đấu xuất sắc đến từ các tên trong đội Gen Dome Gaming lẫn Top eSports. Ngoài chiếc vô địch vô cùng thuyết phục của Kanavi cùng các đồng đội, thì có lẽ điều người hâm mộ quan tâm nhất đó chính là pha tốc biến tai hại của Jacky Love. Trong nỗ lực cố gắng vắt Atrox của bạn số 9, Jacky Love đã tốc biến đập mặt vào tường và thất bại trong việc hạ gục đường trên của Gen Dome. Để rồi từ sai lầm tai hại đó, chính anh đã mở ra cơ hội cho Gen Dome có được pha giao tranh thắng lợi ở hàng rồng. Tận dụng phép bổ trợ tốc biến chưa hồi lại của xạ thủ Top, Yagao có pha Surima Shuffle không thể đắt giá hơn để chính thức cân bằng lượng tiền cũng như mở ra con Baron cho Gen Dome. Chuỗi domino sau đó không cần nói ai cũng biết, Jacky Love tiếp tục là người mắc sai lầm trong pha E cuối cùng. Chung quy lại, dù không muốn, nhưng thực sự phải nói rằng Jacky Love chính là nguyên nhân khiến cho Gen Dome lên ngôi tại LPL mùa hè lần này. Vậy thì thật sự Jacky Love có đáng trách đến như vậy không? Liệu những lời tung hô trước đó dành cho anh là hành động tân bốc quá đà của người hâm mộ hay dế mộ điệu? Sai lầm mặc dù là điều không ai muốn trong thể thao, nhưng đáng buồn thay, nó lại xuất hiện ở một thời khắc quan trọng của một trận đấu quan trọng. Nếu như Faker bị Roller tốc biến sẽ xích tội lỗi trúng một lần, thì đó là khoảnh khắc ngôi sao của Roller. Nhưng nếu điều đó diễn ra thêm một lần nữa, đó chắc chắn là lỗi của Quỷ Vương. Jacky Love cũng vậy, pha tốc biến tai hại ở trận chung kết LPL vừa qua không phải lần đầu tiên anh có những pha buông phép bổ trợ vô tội vạ. Mùa xuân 2018, mùa giải mà Jacky Love được đánh chính trong đội hình của IG với những ngôi sao như Rookie, The Shy. Họ nhanh chóng có được phong độ cao ở cả ba lane và đương nhiên những chiến thắng là điều vô cùng dễ dàng với họ. Có thành tích ấn tượng 18-1 sau giai đoạn vòng bảng, IG thể hiện sự hủy diệt đến đáng sợ, đặc biệt là cặp đôi người Hàn, The Shy, Rookie, và khiến cho những thành viên còn lại của IG mặc dù rất xuất sắc nhưng không có nhiều đất diễn. Sự non nớt của Jacky Love đã được bộc lộ khi đối đầu với Uzi. Khi IG đang là những người có lợi thế với 5.000 tiền, anh đã tốc biến vào giữa đội hình của RNG với mục đích hạ gục được Uzi đang thấp máu để rồi nằm xuống ngay lập tức. Anh thậm chí còn thất bại trong một pha solo 1-1 với Uzi trong rừng. Những sai lầm đó khiến đội tuyển của anh phải trả giá bằng cả một game đấu. Trong game 5 quyết định, Jacky Love đã chần chừ, nghi ngờ bản thân mình trong một khoảnh khắc để rồi một lần nữa nằm xuống dưới tay Uzi. Như một hiệu ứng domino, Ning cũng đã bị bắt lại sau đó không lâu. Họ bị mất Baron và IG bị loại khỏi vòng playoff. Rookie thất thần, anh bật khóc ngay tại ghế thi đấu và thất bại cay đắng mà người hâm mộ cho rằng là do chính Jacky Love. Đây là xạ thủ mà IG đã chờ đợi 2 năm trời sao? Đây là mảnh ghép cuối cùng sẽ giúp họ giành được chức vô địch chung kết thế giới sao? Lần đầu tiên trong đời, Jacky Love được chứng kiến mặt tiêu cực và tàn nhẫn của thể thao điện tử. Một cơn sóng thần những lời nguyền rủa và phán xét đổ ập lên đầu anh. Dường như Jacky Love như một vật tế được mọi người lựa chọn để có thể rửa sạch cơn tức giận đó. Bước sang mùa hè, tưởng chừng như sau cơn mưa trời lại sáng với chàng xạ thủ điển trai của IG. Nhưng rồi, kịch bản mùa xuân một lần nữa lặp lại. Thậm chí ở giai đoạn vòng bảng, mọi chuyện còn có phần tệ hơn với xạ thủ sinh năm 2000. Lượng sát thương mà anh nhận mỗi phút tăng lên thành hơn 860. Jacky Love chính là xạ thủ duy nhất nằm trong top 20 của chỉ số này. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Uzi cùng RNG một lần nữa khiến cho Jacky Love và các đồng đội đại bại tại playoff. Mở đầu bằng pha tốc biến với bị tướng Arch để kết liễu Kai'Sa của Uzi. Jacky Love nhanh chóng nằm xuống và đánh mất toàn bộ lợi thế mà anh có được trước binh đoàn Hoàng gia. Trong game đấu thứ 5, Varus của anh bị bắt lẻ tại bãi sói và cuối cùng, đội của anh nhận thất bại cay đắng dù đã khiến RNG mất cả hai trụ bảo vệ nhà chính. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của trận đấu mà người chơi xạ thủ có thể quyết định sử dụng hay không sử dụng tốc biến như một công cụ tấn công, và dĩ nhiên đó luôn là một quyết định mạo hiểm mà tỷ lệ thành công là khá thấp. Với Jacky Love, cái tôi của một xạ thủ thiên tài không cho phép anh làm những điều bình thường, và đáng tiếc thay, anh lại thường xuyên bị chính cái tôi đó giết chết mình. Trước Uzi và RNG, cứ như thế, anh đã bị tước đi toàn bộ ánh hào quang của một xạ thủ thần đầu và trở thành một người chơi tầm thường. Tuy nhiên, những điều trên không đồng nghĩa với việc Jacky Love là một tuyển thủ kém cỏi, và anh cũng không phải là người đi bộ vuốt râu rồi hưởng kém những vinh quang cùng các đồng đội. Bằng chứng là tại LPL mùa xuân 2018, meta thời điểm lúc bấy giờ thường là những xạ thủ có lượng sát thương lớn từ ngưỡng 2 đến 3 đô như Xayah, Tristana. Tương đương thời gian giữa ván đấu nên việc Jacky Love không được thể hiện quá nhiều là điều dễ hiểu khi mà IG đã snowball ở hai đường còn lại và kết thúc ván đấu một cách nhanh chóng. Thêm vào đó,
nhưng chỉ số cá nhân cũng như số lượng mạng hạ gục cùng phần trăm sát thương gây ra cũng ngang ngửa với Uzi. Cuộc đời mỗi người sẽ trải qua 3 lần trưởng thành. Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải là trung tâm thế giới, chính vì những lời tâng bốc của người hâm mộ về một chàng tân binh quái vật mang tên Jackie Love đã khiến anh có những pha xử lý sai lầm dẫn đến thất bại của IG vào thời khắc quyết định. Hãy tưởng tượng rằng liệu một sở thủ tầm trung có dám đứng trước đội hình RNG hay đó là khi họ thực sự tin rằng mình sẽ làm được. Thất bại ngay trong thế thắng, Jackie Love dường như đã nhận ra rằng mình không phải là trung tâm thế giới. Anh tưởng như con ếch ngồi dưới đáy, xem miệng giếng nhỏ bé là cả bầu trời và có thể bắt gọn nó trong tầm tay. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi. Đó có lẽ là trận đấu giữa RNG và RNG ở playoff mùa hè 2018. Dù cố gắng giữ vị trí, thi đấu cẩn thận đến mấy, thì kết quả bị bắt lẻ là không thể thay đổi với Jackie Love. Để rồi chính anh mới là người nhận ra rằng anh chỉ thật sự thay đổi khi chính bản thân của mình đổi thay. Đến chung kết thế giới 2018, chính Jackie Love là người có sự thay đổi rõ rệt nhất trong lối chơi. Không còn là nguồn hút sát thương như chính anh tại LPL, anh đã thi đấu kín kẽ hơn và hạn chế bản thân mắc sai lầm nhiều nhất có thể. Khi IG đối đầu với hạt giống số 1 của LCK, ứng cử viên sáng giá cho chiếc vô địch Katie Rolster tại vòng tứ kết, đông đảo người hâm mộ tin vào chiến thắng cho đại diện Hàn Quốc. Với lợi thế dẫn trước hai ván đấu, RG đã để thua KT trong game đấu thứ 3 bằng tình huống phá nhà căng thẳng nhất trong lịch sử Liên minh Huyền Thoại. Nếu như Fiora thời điểm đó được chỉnh sửa như hiện tại, thì có lẽ chiến thắng sẽ nằm trong tay Jackie Love cùng các đồng đội. Tiếp đà hưng phấn, KT kéo cặp BO5 về lại BO1 sau game đấu thứ 4 vô cùng xuất sắc. Tấm vé đi tiếp hoặc bị loại chỉ còn cách hai đội một ván đấu cuối cùng. Đồng hồ điểm phút 32. Trong một pha giao tranh ác liệt tại đường giữa, Jackie Love, người đã không còn chiêu cuối của Saya, người mà tài năng của mình đang bị đặt dấu hỏi lớn, đã đưa ra một quyết định điên rồ. Anh tốc biến lên phía trước, anh đặt cược định mệnh của mình một lần nữa và lần này, anh không còn là người thất bại mà thu về cho mình Quadra Kill và kèm theo đó là chiến thắng chung cuộc. Đó cũng chính là thời điểm thứ 3 mà Jackie Love đánh dấu sự trưởng thành của mình. Khi gặp biến cố, thay vì né tránh, anh đã chọn mạnh mẽ đối mặt với nó. Lúc này, chúng ta hãy thử đặt ra một số câu hỏi giả định. Nếu Jackie Love tốc biến lên và bỏ mạng thì sao? Nếu tình huống đó kéo theo thất bại của RG thì sao? Ông sẽ phản ứng trước những lời trách mỉa như thế nào? Thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong năm đó, anh đã tốc biến tấn công 2 lần, để rồi 2 lần phải ném trái đắng. Nhưng điều đó không ngăn anh đưa ra quyết định trên. Ngay cả khi không còn một ai trên thế gian này tin tưởng, Jackie Love đã chọn tin vào bản ngã của mình. Tiềm thức của anh mách bảo rằng hãy tiến lên và hạ gục xạ thủ bên kia. Lúc đó, vận mệnh giống như người bạn cũ, nó nắm lấy tay Jackie Love bước lên từng bậc thang và cuối cùng là giúp anh nâng cao chiếc cúp chung kết thế giới giành giải. Lần đầu tiên tham dự chung kết thế giới và mang về chiếc Summoner Cup, điều mà trước đó chỉ có một Faker bất diệt mới làm được. Đặc biệt hơn khi Jackie Love nâng cao chiếc cúp đó khi chỉ mới 17 tuổi 350 ngày. Dù thất bại tại chung kết LPL trước Jin Dong bằng pha tự hủy, nhưng Jackie Love vẫn sẽ là một sở thủ đáng chú ý tại chung kết thế giới sắp tới. Dù sao đi chăng nữa, Top cũng đã giành vé đến Mỹ vào cuối năm và đương nhiên trong đó dấu ấn mà Jackie Love để lại là cực kỳ rõ nét. Ranh giới giữa Hero và Zero rất mong manh, nhưng hãy tin rằng vào những thời khắc quyết định, Jackie Love sẽ xuất hiện và mang Top Esports đến với chiến thắng như những gì anh đã từng làm tại chung kết thế giới 2018. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.